Chào khán giả, chúc khán giả nhiều niềm vui ạ. Thật là đẹp tuyệt vời luôn. Bây giờ là tầm 3 giờ rưỡi chiều. Em có mặt tại sông này là cái sông Chợ Gạo. Trước đây thì gọi là kênh Chợ Gạo. Bây giờ rộng ra thì gọi là sông Chợ Gạo. Rồi còn có một cái tên nữa là sông Trà. Cái tên rất là đẹp, sông Trà. Là từ Dàm Kỳ Hôn ở trên phía xa xa trên đó đó, bắt đầu tàu ghe sẽ xuống đây, là xuống hướng dưới Gò Công, Long An, những cái tỉnh lân cận, thành phố nữa, đi đường thành phố thì xuống này luôn. Rất là đẹp, giờ này nước lớn là quá trời xà lan chạy luôn. Ôi nhiều, rất là nhiều xà lan chạy ở trên đó đi xuống rồi ở dưới đi lên nữa, đẹp tuyệt vời luôn. Cái mé này thì nhìn bên đây, nhìn đằng đó là lại thấy cầu Chợ Gạo luôn. Ôi xà lan đang chạy quá trời. Nước lớn nha, hôm nay nước rất đầy luôn. Nhà em cũng cách xa ở sông Chợ Gạo này, đi ra cũng tầm khoảng 10 phút chạy xe Honda. Vì vậy em cũng khó canh nước lớn lắm. Hên bữa nào mà có người chị thông báo là có nước lớn thì mới canh được. Tại vì khi mà nước lớn thì mới có xà lan chạy nhiều, chứ nước cạn thì xà lan sẽ neo đậu hết à, không có chạy. Ôi đẹp quá, đẹp tuyệt vời luôn. Đây có chiếc vỏ lãi nha, để dành đi rất là lẹ luôn. Trời ơi đẹp, đẹp tuyệt vời, đẹp tuyệt vời luôn. Hai bảy chiếc xà lan to chạy luôn. Ở đó là từ ở dưới Gò Công chạy lên nè, đây lên chiếc đó của Cần Thơ hả? Chạy một chiếc chạy lên chạy xuống, không có chở một chiếc chở khẩm hết rồi, chiếc không có chở hàng nó nổi lên rồi. Ở phía xa xa nhìn trông rất là đẹp luôn. Ở đây thì cái khu vực tư này là xúc cát đá này của gọi là tư sành á. Ngay chỗ đây là người có cái dựa bãi cát đá nè, để chuyên xúc, chuyên chở bán cho người dân xây nhà, xây cửa đó, xây nhà công trình. Ngay đây là bãi cát đá luôn. Ngay đây một cái cua trên đi xuống, nó đổ xuống rất là đẹp. Ở trên có những chiếc xà lan đang xuống. Trời không nắng nha, trời giờ đã không còn nắng nữa rồi, sụp xuống rồi. Trời mát. Ở bên đây là quy hoạch bờ kè sẽ đi lên tới Dàm Kỳ Hôn luôn á, là tức bến đò trên gần Mẹ Nam Hải luôn á, nhưng mà có lẽ mé hai bên này sao chưa làm bờ kè, chưa quy hoạch làm bờ kè. Anh thấy còn hai bên ngay chỗ trước mặt em là hai bên còn lá, một bên lá xé, dòng sông này vốn dĩ lúc trước là hai bên đầy lá xé như vậy đó, một bên bần bên lá xé đầy luôn, nhưng mà những cái nơi mà làm bờ kè rồi thì nè phá trống lỏng hết rồi.
Có một chiếc ghe chở đủ bao đủ màu, dừa khô, người ta vô dừa khô vô bao người ta chở đi bán. Một chiếc ghe chở đầy dừa khô luôn, dừa khô mà lột vỏ rồi á, còn cái hộp không à. Ở bên mé mà ngày xưa mà chưa làm bờ kè, coi hai bên đẹp, lá xé rất là nhiều nguồn dừa nước luôn. Nếu mà bơi xuồng mình đi rỉu rỉu một hồi, mình chặt dừa nước á, về mình ăn rất là tuyệt vời luôn, dừa nước ăn rất là mát. Nhưng bây giờ còn chỉ một vài nơi còn lá xé thôi, còn bao nhiêu thì người ta quy hoạch lên làm bờ kè trắng đan hết rồi. Một chiếc xà lan ở trên thằng chạy xuống. Đang chạy xuống mà không có chở hàng nên nó nổi lên nhìn trông to, nhìn rất là to luôn. Nước sống vô bờ rất là đẹp luôn. Này nó không cho hàng, nó nổi lên nhìn to. Xuống mắt hồ hai chiếc chạy lẹ nên sóng ập vào bờ quá trời. Một chiếc này đang chạy đến rất là nhanh luôn. Giờ này hơi ngược nắng nha, tại em ngồi về là hướng ngược mặt trời, mặt trời ở trên rọi xuống. Em ngồi hồ hai chiếc bự đang chạy ngang. Trông rất là đẹp. Giờ này toàn là xà lan mà không chở hàng hóa là nhiều ha, chở nguyên cái chiếc nó nổi lên nhìn to, nhìn đã mắt luôn. Còn khi nó chở hàng hóa rồi nó nặng, nó ngập xuống, chỉ còn nhìn cái be dành be gió, nhìn chiếc xà lan còn chít à. Còn giờ này quá là nhìn to luôn, nguyên cái chiếc à. Trước đây em chỉ đi ghe thôi, em chưa đi xà lan lần nào. Nhìn thấy cầu chợ gạo luôn, xa xa là cầu chợ gạo á. Chiếc nào cũng không chở hàng lên nổi lên hết trơn. Hôm nay là đi nhìn thấy toàn là những cái chiếc không chở hàng nó nổi lên to, nhìn trông đã mắt quá. Chiếc là màu xanh nó nổi lên nhìn nó bự kinh khủng luôn. Nó chạy xa đó chứ nếu mà lại gần nó cũng bự dữ lắm, nó bự còn hơn cái nhà nữa.